Dạng kết hợp của gốc từ là một gốc từ được kết hợp với một trong các nguyên âm O, I, E. Trong đó, nguyên âm thường được sử dụng nhiều nhất đó là nguyên âm O. Ví dụ như trong gốc từ appendix thì dạng kết hợp của nó là appendical. Nguyên âm kết hợp ở đây được dùng là O, nghĩa của gốc từ và nguyên âm kết hợp không thay đổi, đều là rụt g. Gốc từ call, C-H-O-L, có dạng kết hợp là calling. Nguyên âm kết hợp ở đây là nguyên âm E, nghĩa của nó là mật. Và gốc từ oss, O-S-S, dạng kết hợp của nó là ossy. Nguyên âm kết hợp được dùng trong trường hợp này là y, và nghĩa của gốc từ và dạng kết hợp đều là xương. Dạng kết hợp của gốc từ thì không làm thay đổi nghĩa của gốc từ. Dạng kết hợp của gốc từ không làm thay đổi nghĩa của gốc từ mà chỉ giúp cho việc phát âm dễ hơn. Ví dụ như để diễn tả soi dạ dày dùng gốc từ gastric, nghĩa là dạ dày, kết hợp với hậu tố scurvy, nghĩa là soi. Vậy thì ta được từ là gastroscurvy. Cái từ mới vừa được thành lập này có một cụm phụ âm đứng ngay phía giữa, bao gồm strsc, thì phát âm sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu như chúng ta dùng dạng kết hợp của gốc từ gastro, tức là gastro, để kết hợp với hậu tố, thì ta sẽ được một từ vựng, đó là từ gastroscopy, có bốn âm tiết gastroscopy. Lúc này chúng ta sẽ phát âm dễ dàng hơn nhiều là gastroscopy. Như vậy chúng ta cần phải nắm hai quy tắc để sử dụng dạng kết hợp của danh từ. Đối với quy tắc số 1, nếu một gốc từ kết hợp với một hậu tố, hậu tố này bắt đầu bằng phụ âm, thì chúng ta sẽ dùng dạng kết hợp của gốc từ. Ví dụ như là gastro kết hợp với hậu tố scurvy trong ví dụ vừa rồi, thì hậu tố này là một hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm. Trong trường hợp này chúng ta phải dùng dạng kết hợp của gốc từ, tức là gastro, để kết hợp với hậu tố scurvy tạo thành thuật ngữ gastroscurvy. Quy tắc số 2, trong một thuật ngữ chứa nhiều gốc từ đi phía trước luôn sử dụng ở dạng kết hợp, còn gốc từ đi theo sau cùng chỉ sử dụng ở dạng kết hợp khi mà nó được ghép với một hậu tố bắt đầu bằng phụ âm. Ví dụ như gốc từ gastro có nghĩa là dạ dày, và gốc từ enter nghĩa là ruột. Hai gốc từ này khi ghép lại với nhau để tạo thành gốc từ mới nghĩa là dạ dày ruột, thì gốc từ đi phía trước, tức là gốc từ gastro, phải sử dụng ở dạng kết hợp gastro. Như vậy thì ta sẽ được một cụm gốc từ là gastro enter. Lúc này nếu như muốn nói về thủ thuật soi đường tiêu hóa thì ta dùng gốc từ vừa rồi kết hợp với hậu tố scurvy. Hậu tố scurvy là một hậu tố bắt đầu bằng phụ âm, nên gốc từ đi theo sau trong cụm gốc từ gastro enter phải được sử dụng ở dạng kết hợp. Như vậy thì chúng ta sẽ có thuật ngữ là gastroenteroscopy, nghĩa là soi đường tiêu hóa. Với trường hợp muốn mô tả tình trạng viêm dạ dày ruột thì cần kết hợp gốc từ gastroenter với hậu tố itis, nghĩa là chỉ về tình trạng viêm. Các bạn để ý rằng itis là một hậu tố bắt đầu bằng nguyên âm, nên chúng ta sẽ không sử dụng cái quy tắc số 2, có nghĩa là enter không được sử dụng ở dạng kết hợp trong thuật ngữ gastroenteritis, nghĩa là viêm dạ dày ruột hay là viêm đường ruột. Như vậy gốc từ được thêm vào nguyên âm theo sau nó được gọi là dạng kết hợp của gốc từ. Một số sách giáo khoa thì chỉ sử dụng cách ghi như sau để thể hiện gốc từ và dạng kết hợp, tức là có một dấu gạch ở giữa gốc từ và nguyên âm kết hợp.
Lưu ý ở đây o chúng ta gọi là nguyên âm kết hợp. Phần phía trước dấu gạch là gốc từ, phần chứa cả o gọi là dạng kết hợp của gốc từ. Với cách trình bày ở trên, các bạn có thể xem gastro như là một gốc từ của dạ dày. Trong gốc từ này thì gast mới thực sự là gốc từ, còn gastro là chính dạng kết hợp của gốc từ đó. Trong sách này, tác giả sử dụng cách ghi gastro mà không sử dụng cách ghi gastro để diễn tả một gốc từ. Như vậy là chúng ta mới hoàn thành xong nội dung bài đầu tiên giới thiệu về gốc từ, dạng kết hợp của gốc từ. Bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về hầu tố, các hầu tố thường gặp, cách phát âm các hầu tố thường gặp và nghĩa của chúng. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.